Chào mọi người, đây là cái hướng dương loại một bông mà vẫn cấp cho mọi người trồng đây. Thì sau khoảng 2 tháng đây thì một số loại nó đã bắt đầu chuẩn bị có hạt. Đây là cái loại lứa sau nhỏ hơn, thì lúc nhỏ thì nó sẽ này. Đấy. Đấy. Quay về hướng này, nhưng mà vì hướng này đứng ở bên này quay thì hơi chói. Đấy, thành ra là phải đứng bên này. Đấy. Rất là dễ trồng, gần như nó thả như thế. Và bên này là sẽ cho mọi người xem cái bông của nó. Đâu, bông ấy, bông này trước này. Đấy, bên này là cái cây của nó này. Đấy, là một bông. Và đây là cái bông của nó mà bắt đầu chuẩn bị thành hạt đây này. Nhìn cái lá của nó này, khiếp không? Hai gang cái bông của nó đây. Ý chà, hơn một gang đấy. Và kiểu giờ cái bông của nó nặng quá nên là thành ra nó nằm xuống này, nó này đấy, cắm đầu xuống đất đấy, bông của nó kinh khủng rồi đấy. Đấy, hàng này thời gian tầm khoảng 2 tháng tùy vào cái mùa, nhưng mà quanh tầm đấy. Ở cái thân của nó này, ngón hơn ngón tay cái cao rồi. Đây phải 1m8, khi thẳng là 1m8 đấy nhỉ. Khi thẳng là 1m8 đấy. Đó là cái rất là dễ trồng, rất là khỏe và rất là dễ trồng luôn. Đấy, nên là mọi người trồng làm chụp ảnh này, hoặc là trồng chơi, cắt cành cắm, hoặc là mình trồng để du lịch ấy, những điểm du lịch thì rất là lý tưởng. Đấy, bên này mấy cây bên này. Đây cái này đang sánh này, đang sánh đấy. Cái bóng này nhìn đẹp này, bóng này là một cái vừa này. Bông bên này được cái nhiều cảnh này, bên này cảnh nó vẫn còn này, này. Đấy. Rất là đẹp. Cái thằng này thì thân cao, loại này thì nó có hạt, còn một số hướng loại hướng dương nó loại mà nhiều hạt đấy, hoặc là kiểu tháp, hoặc là một số loại thì nó sẽ không có hạt. Đấy, loại này thì nó vừa có hoa vừa có hạt, thì có thể là dùng hạt để ép lấy dầu, rất là hạt rất là khá là chắc đấy. Mà trồng thì nói chung là cũng rất là dễ, cây rất là cứng, lá nhìn khủng, khỏe, kiến siêu khỏe. Đấy, chụp ảnh trồng nhiều chụp ảnh xong là có cái thang hoặc là flycam ở trên chụp ảnh thì rất là nhìn rất là rực rỡ luôn. Đấy kinh khủng không? Nó thắt ở đấy này, nắng nó cúi xuống, nó thắt xuống luôn. Đấy, nhìn cái này gần như thả vút đấy chứ có phải chấm bằm gì đâu. Rồi bên này cái bóng nhỏ nhỏ này. Đấy là nói chung là thằng này trồng cũng khá là hay, cắm cũng được, hoặc là trồng vào chậu ấy. Đấy, trồng vào chậu, nhưng mà cái này thì chậu phải to một chút, bởi vì nếu mà đến khi cái cây mà nó to như này, chậu phải đường kính phải khoảng 30 phân, 25-30 phân. Đấy, mấy cái thằng này là nó để chậu bé, còn mà nếu trồng ra cây nhìn khủng khiếp. Cái này bằng cái bánh sinh nhật này, bánh sinh nhật đấy. Rồi tạm thời chia sẻ mọi người về cái hoa hướng dương như thế. Xin chào và hẹn gặp lại.